Jang Soobin, thánh nam Hàn Quốc giảm 55kg một năm khiến netizen choáng ngợp với hình ảnh hiện tại. Jang Soobin là một nữ YouTuber người Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội và được mọi người yêu mến, đặc biệt danh là Thánh Ăn. Cô thu hút đông đảo người hâm mộ từ các video ăn uống trên kênh YouTube cá nhân của mình nhờ lối nói chuyện duyên dáng, thân thiện cũng như vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm. Việc thường xuyên cho ra lò những clip ăn uống với số lượng lớn khiến Soobin gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Có những thời điểm, chỉ tính riêng lượng mỡ trong cơ thể Soobin cũng đã lên tới con số 70kg. Đây chính là lý do khiến nữ YouTuber quyết tâm giảm cân, ổn định lại sức khỏe của mình. Sau 4 năm lột xác, từ một cô gái có vẻ ngoài quá khổ, thời điểm năm 2018, cô nặng lên đến 138kg. Cho đến thời điểm hiện tại, Soobin đã xuất sắc giảm được 55kg. Hiện cô nàng nặng khoảng 83kg, con số không quá lý tưởng nhưng cũng cho thấy nỗ lực phi thường của cô gái trẻ. Jang Soobin khiến khán giả phải thốt lên trầm trồ bởi thân hình khác lạ hoàn toàn. Nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giờ đây phần mỡ thừa trên cơ thể của Soobin cũng biến mất, thay vào đó là cơ bắp săn chắc khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Đặc biệt, vốn có gương mặt đáng yêu, tươi tắn, nên sau giảm cân, Soobin đã xuất hiện nhiều đường nét cuốn hút hơn. Có thể nói rằng chẳng thua kém bất cứ hot girl nào trên xứ sở kim chi. Cô nàng cũng chăm chút cho gu ăn mặc để bản thân tươi sáng, xinh đẹp và cuốn hút hơn. Hành trình giảm cân của Soobin chắc chắn đã tạo nên một cơn chấn động mới, thậm chí còn là động lực dành cho những cô nàng đang trên con đường tìm ra phương pháp giảm cân lý tưởng cho bản thân. Thực tế, Soobin đã xây dựng cho mình một lịch trình tập luyện phù hợp, kết hợp cùng với chế độ ăn uống đa dạng, nên cơ thể cô đang ngày càng trở nên săn chắc, cân đối hơn. Vào tháng 6 năm ngoái, da Soobin khiến người hâm mộ lo lắng khi phải phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Sau khi giảm cân, Soobin cảm thấy có vấn đề ở cổ họng nên đã đi khám bác sĩ và phát hiện ra khối u dài 3cm. Tuy phẫu thuật thành công, nhưng Soobin lại bị mất giọng nên cô không thể tiếp tục quay video giao tiếp với fans. Soobin chia sẻ việc mất giọng có thể là một trở ngại lớn trong cuộc sống của tôi, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để bản thân mạnh mẽ hơn và chiến đấu với căn bệnh ung thư. Dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại với bệnh tật, nhưng Soobin luôn thể hiện một tinh thần lạc quan và năng lượng đầy tích cực. Trước đó, cô nàng vẫn chia sẻ hình ảnh khá vui vẻ trên Instagram. Hình ảnh cô nàng làm biểu tượng sức mạnh trên giường bệnh với biểu cảm khuôn mặt hài hước khiến ai cũng phải thấy cảm phục. Nếu Soobin không thông báo thì có lẽ ít ai nhận ra cô nàng đang gặp vấn đề với sức khỏe. Còn nhớ vào tháng 9 năm 2018, Jang Soobin khiến dân mạng phấn khích khi ghé thăm Việt Nam và review ẩm thực Việt. Vừa đặt chân đến Việt Nam, Soobin lập tức thưởng thức món phở, gỏi cuốn và dành nhiều lời khen tặng khiến dân mạng nức lòng. Ở bên kia trái đất, nhưng cũng có một tấm gương giảm cân siêu ngoạn mục gây loạn mạng xã hội, đó chính là ca sĩ Adele. Nàng họa mi nước Anh giảm một leo 45kg khiến dân tình sốc nặng. Trước kia, khi vẫn còn mũm mĩm, Adele vốn đã rất xinh đẹp, thì nay sau khi giảm cân, nhan sắc của cô càng thăng hạng hơn nữa. Năm 2019 là một năm buồn của Adele khi cô chính thức chia tay chồng Simon Konecki sau 8 năm gắn bó, nhưng cũng là một năm ghi dấu cột mốc đáng nhớ bằng màn lột xác giảm cân khiến cả thế giới phải trầm trồ của nữ ca sĩ. Tuy nhiên sau khi gầy đi, Adele cũng phải đối mặt với một vấn đề mà bất kỳ ai giảm cân cũng từng gặp phải, chính là làn da không được săn chắc. Một tấm gương giảm cân khác không thể không nhắc đến chính là Rebel Wilson, nàng béo chuyên trị các vai hài hước. Với thân hình mũm mĩm đặc trưng, Rebel Wilson từ trước tới nay đã luôn là nhân tố quen mặt trong các bộ phim hài của Hollywood, không vai chính thì vai phụ. Ngay từ những ngày đầu chập chững bước chân vào làng điện ảnh, Rebel Wilson luôn được các nhà sản xuất lựa chọn làm yếu tố gây cười chỉ vì thân hình tròn trịa của mình. Qua nhiều năm chứng tỏ thực lực của bản thân, cô đã góp mặt trong nhiều tác phẩm danh tiếng như Primus, Jojo Rabbit hay Sorry Big Boyfriend đình đám. Với quyết định giảm cân của mình, cô tuyên bố không muốn các nhà làm phim đem thân hình tròn trịa của cô ra làm trò cười trong các tác phẩm điện ảnh nữa. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn để dẹp bỏ những trò body shaming trái hình của các nhà làm phim, đồng thời có thể giúp Rebel Wilson phát triển khả năng diễn xuất, thứ chính yếu mà một diễn viên cần có. Ngôi sao 40 tuổi bắt đầu giảm cân từ năm 2016, cô muốn giảm trọng lượng cơ thể để duy trì sức khỏe. Đến năm 2019, nữ diễn viên giảm được 18kg. Trong năm nay, cô hoàn thành mục tiêu đưa cân nặng xuống mức 75kg. Nâng bánh xe, boxing, squat, nhảy dây, nâng tạ, plank là những bài tập yêu thích của Rebel Wilson. Ngoài ra, việc đi 10.000 bước một ngày là bí quyết thành công của minh tinh người Australia. Jang Soobin, Adele hay Rebel Wilson chính là những minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói giảm cân là phương thức phẫu thuật thẩm mỹ kỳ diệu nhất của phụ nữ.